Xin chào. Như bạn đã thấy ở đây trên bàn mình đang có là thiết bị DJRR cùng với phần mềm Redbox DJ kết nối với lại một con DJ B1. Thì thông thường khi mình thu set mình hay thu bằng phần mềm Redbox, nhưng mà hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một tính năng thú vị hơn, đó là tính năng thu set trực tiếp bằng chiếc USB đây. Và bây giờ mình sẽ thử thu bài nhạc bất kỳ bằng chính chiếc USB này. Và có một lưu ý nhỏ là khi các bạn thu set thì các bạn phải cắm USB vào cái lỗ số 2 nè, chứ cắm vào lỗ số 1 thì chắc chắn là sẽ không thu được. Bây giờ mình sẽ thu thử một đoạn nhạc cho các bạn xem. Đầu tiên muốn thu thì chúng ta phải kích hoạt cái nút Master Record và ấn vào đây. Đèn chớp chớp là máy đã bắt đầu thu. Bây giờ mình sẽ thu thử đoạn nhạc bất kỳ. Khi các bạn muốn ngưng thu thì các bạn chỉ cần ấn lại nó một lần nữa là đợi đến khi đèn tắt thì cái file thu âm đã nằm trong cái USB của bạn rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem file nó nằm ở đâu. Khi các bạn mở USB của mình ra thì tất cả những file mà bạn thu âm sẽ nằm ở trong thư mục này. Chúc các bạn thành công, và nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì hãy đến showroom G Music ở địa chỉ 649 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3. Mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn. Xin chào.